đây rồi. Bạn ra. Cuối tuần hết nhẹ nhàng rồi. Đen chưa đủ à các bạn. Bây giờ chốt là đập như nào bác nhỉ? Kèo này tôi thấy là đập chủ yếu cộng 7. Còn cộng 8 đập thì chỉ có Benzema thôi. Bây giờ để bác ấy, tôi nghĩ là với những kèo như thế này ấy, thì tôi sẽ làm theo ý bác xe ôm. Có nghĩa là giống như kèo Beckham ấy, thì bác ấy bảo đập như nào hay làm như nào ấy, tôi làm theo thôi. Đấy, bây giờ em nghĩ là bác cứ chốt xem là bây giờ bác muốn mồi bao nhiêu con 7 này, bao nhiêu con 8 này, bao nhiêu vạch này, thì bác chốt đi, em chỉ là đi mua phôi thôi sẽ hợp lý hơn. Như nghĩa là kèo 8 xịn này, Alaba, Kase, Zidane, Benzema và Fabinho, tất cả đều là hàng của Real. Thế bác ơi, bây giờ là 5 kèo 6, lên một con thôi là cũng gọi là khá đảo rồi đấy. Đây, thế này chuẩn chưa bác? Tất cả kèo mồi thì theo như bác CEO bảo thì anh em mình chỉ chơi ít vạch thôi. Rồi 4 này, đặt 6 về 4 là mình thấy ưng ấy. Tạm thời là ổn. Có cho xem lại trực tiếp mà. Quá là áp lực luôn. Trời, gì mà 9 quả trứng vậy? Uầy, uầy, gì nhiều thế? Ôi, 18 quả trứng ạ. Cảm ơn bác xe ôm nhiều, cảm ơn bác nha. Gì vậy? Ây à, căng quá men. Ok, bây giờ anh em mình xong kèo 6, giờ tới kèo 7 này. Kèo 7 tôi đã chuẩn bị 15 tay. Vậy bây giờ vẫn như mọi lần thì cứ thế này thôi đúng không bác? À, lên một kèo là mình phá đảo luôn ấy. Thì đập một xíu vạch này có khi nào lên không ta? Nửa vạch lên thì tôi thấy rồi. Tính tay tôi chứ ai, nhưng mà tí tí này thì không biết nha. Cứ lên là tính. Lên là lên thôi anh em. Tại vì toàn kèo to mà. Không nghĩ lên được á. Một kèo á. Game này không có phá đảo anh em ạ. Game này không có gì là phá đảo cả. Đỏ đen thôi. Áp lực quá. Ya men trúc này. Siêu tiền đạo của tôi đấy. Đùa. Mình cứ đập hết 7 mình lên 8 đúng không bác? Mày không may ấn nhầm con Zidane này là chết đấy. Trời ơi. Kèo này tôi nói thật với anh em là thoải mái nhất là lúc mồi, tại vì toàn mồi ít vạch mà. Thôi, tận dụng lúc còn đang được vui cười. Đập bây giờ đập ba beo trước đúng không? Đấy, ba beo mình cũng thế này thôi đúng không? Nhất là không phải ra thị trường này. Về 6-1 rồi. Tôi nghĩ là xin phép anh em nhé. Bốn. Có hai kèo 6 ấy. Thì có đập luôn hai con 6 đấy không? Vô hai Kimi luôn á. Right. Uầy. Vào luôn hả? Như vậy chúng ta sẽ vào kèo hai Kimi. Và đây sẽ là một kèo to đầu tiên.
Ok. Quay trở lại Babel nha. Ok. Em nghĩ là cứ đập hết Babel đi. Mình đâm mồi một dây dài đi. Thế lại về 4 rồi này. Mình cứ xử lý hết dàn Babel này đi. Rồi sau đó như nào thì tính sau. Hay là Benzema cộng 9. Về 3. Rồi như thế là hết Babel. Giờ chúng ta còn 5 tay BOE nữa. Về 4. Sau tay này liệu bác còn muốn vào kèo nào không? Tại vì còn vài tay mà tí mình vẫn mồi tiếp rồi. Vào nhẹ một tay đi. Sau con Frogback này em thấy ổn đấy. Benzema. Nè. 118. 1.100 tỷ. Ai. Vô. Đây sẽ là kèo chính đầu tiên. Nó sẽ có Benzema cộng 9. Ở cộng 9 ở nick này thì chỉ có hai tay Benzema thôi. Nào. Chơi. Karim. Không được rồi. Xin một tay. Hàng nha. 7 đến 8 ok. Rodrigo. Rồi. Bốn. Ok, như thế là hết 7 đến 8 rồi. Chúng ta cùng chờ đợi xem bác ấy sẽ quyết định cái tay nào tiếp theo đây. Về 6 mồi. Có mấy con quy này chỉ số thấp khó nhỉ. Ở đây chúng ta có 4 kèo ba bèo. Về 4. Ừ. Cao rồi nha. Còn một tay cuối. Về 6 rồi. Oh. Ta sẽ vô kèo Benzema. Còn lại hy vọng cho nó lên nào. Ok chưa? Kèo to thứ hai. Chúng ta sẽ tiếp tục vào với Benzema. Hôm nay thì khác lạ là nó sẽ không có nhiều 9 như mọi ngày, mà lại là những kèo 8 khá là to. Mới khá là to. Khủng long thôi. Liệu là chúng ta tối nay sẽ dừng lại ở Benzema hay sẽ tiến đến những kèo khác? Vô nào. Chơi. Lên. Ui, về 5. Sâu thế nhở? À, có vẻ là về sâu này, không phải là về 6 này. Chúng ta đang tiến dần đến hồi cuối cuộc đua thể lực này. Đây sẽ còn lại 6 kèo. 5 kèo. 92. Xem nó về mấy. Về 1. Về 1 nào. Về 3. Rồi. Tôi nghĩ nãy giờ là chúng ta đã trôi qua khoảng tầm gần 50 tay. Gần 50 tay cho cái kèo này. Casemiro 3115 1114. Đây rồi. Anh em mình sẽ tới với siêu CDM Casemiro. Đây rồi. Liệu KC có trộm vía lên thành công không?
giờ này mình sẽ không đếm nhịp đâu. Yona, bác có muốn mấy nhịp trong kèo này không? Để cho bác quyết à? 8 nhịp à? Ok. Rồi, một gợi ý đến từ siêu nhân Gao. Hakimi. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Nhịp cuối. Chơi! Hakimi! Cộng 10! Ui! Bảy à? Ui, phải sâu thế. Không, nếu mà đập 10 về 7 là cao. Là cao nhất rồi, nó không thể về 8 được trừ khi kẹp. Con này là chưa có này, chứ KC thì có rồi. À. Cái vòng may mắn, cái vòng may mắn, cái vòng may mắn. Đeo vô. 10 nhịp. Vô. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Chơi. Đá bi. À, bà.
năm em. Khó nhỉ. Không lên cắt tim đi ngủ. Ok, vậy đây là kèo cuối rồi đúng không? Bác muốn kèo cuối đây mấy nhịp? Hay là thôi mình không đếm nữa. Tôi sẽ hy vọng một bạn may mắn ở trên kênh chat đi. Anh em hãy giúp tôi nhé. Một comment nhịp chúng ta sẽ xài khoảng tầm từ 8 đến 10 năm. 9. Destiny. Ở gần Destiny cũng có Bảo Trân với lại Nguyễn Bách, Duy Khương, 4 người 9 liên tiếp cùng với nhau. Đúng là không thể né được rồi. Con số 9 cho Karim Benzema. Trời ơi, 22 Totti. Tỷ số 106. Một click định Giang Sơn ở đây. Vô nào. 1. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Một click định Giang Sơn. Kinh. Karim. Đây rồi. Ba. Ba. Ôi ơi, nó về 4 không ạ. Mẹ. Đau tim quá. Let's make. Cảm ơn bác nhiều. Khủng khiếp, cái kèo khủng long này. Cảm ơn bác đã cho anh em những giây phút nó kinh khủng như thế này, hồi hộp như thế này. Cảm ơn bác nhiều. Cảm ơn Mita. Quá khủng khiếp, trời ơi.